同学们，你们好，欢迎大家跟中文518通过生活哲理来学习中文。欢迎各bạn cùng tiếng Trung 518 học tiếng Trung qua những triết lý trong cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên. Bài của chúng ta hôm nay là tổng đợi. Sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài hôm nay nhé. Lấn chơ y sơn, chơi chẳng chua tờ sư, chơi sư tổng. Lấn chơ y sơn, trong cuộc đời của con người. Chơi chẳng chua tờ sư, đây là cụm danh từ. Sư là việc hoặc là điều. Chơi chẳng chua tờ, thường làm nhất. Chơi sư tổng, chính là đời. Lấn chơ y sơn, chơi chẳng chua tờ sư, chơi sư tổng. Tổng yếu chén lở, tấn hiểu không lở, tấn hiểu chén lở, đợi đến khi có tiền, tấn hiểu không lở, đợi đến khi rảnh, tấn hiểu chén lở, tấn hiểu không lở, tấn tương lai, tấn ỉ hậu, tấn xia chữ, tấn tương lai, đợi tương lai, tấn ỉ hậu, đợi sau này, tấn xia chữ, đợi lần sau, tấn tương lai, tấn ỉ hậu, tấn xia chữ. Tầng lái tầng trụ, liều xa đỡ sự ý hạn, chua của đỡ sự chân chính. Tầng lái tầng trụ, đợi đi đợi lại, liều xa đỡ tức là cái mà chúng ta còn lưu lại được. Sự ý hạn là sự tiếc nuối. Chua của đỡ, cái mà chúng ta bỏ lỡ. Sự chân chính là chân tình. Tầng lái tầng trụ, liều xa đỡ sự ý hạn, chua của đỡ sự chân chính. Tầng chiên kháng mấy yếu lở, trái sáng chỉ ai xin sân thỉ. Tầng, đợi đến khi chiên kháng sức khỏe mấy yếu lở không còn nữa. Trái sáng chỉ mới nhớ đến ai xin quý trọng sân thỉ sức khỏe. Tầng chiên kháng mấy yếu lở, trái sáng chỉ ai xin sân thỉ. Tầng chi hội mấy yếu lơ, trái sáng chỉ mấy yếu nụ lì. Tầng đợi, chi hội, cơ hội, mấy yếu lơ, không còn nữa. Trái sáng chỉ mới nhớ đến, mấy yếu nụ lì đã không nỗ lực. Tầng chi hội mấy yếu lơ, trái sáng chỉ mấy yếu nụ lì. Tầng cảm chính bú chai lơ, trái sáng chỉ mấy yếu chân si. Tầng đợi, cảm chính, tình cảm, bú chai lở, không còn nữa. Tầng cảm chính, bú chai lở, đợi đến khi tình cảm không còn nữa. Trái sáng chỉ mới nhớ ra, mấy yếu chân si đã không trân trọng. Tầng cảm chính, bú chai lở, trái sáng chỉ mấy yếu chân si. Chúng ý về, rấn sông hải trắng, sứ chiên hải yếu, chế của, tốt nhất, chỉ tại trung thủ, sư trụ lở. Chúng ý về, luôn tưởng rằng, rấn sân, cuộc đời, khái trắng vẫn còn dài. Sứ chiên, thời gian, khái yếu vẫn còn. Chế của, kết quả là, tốt nhất, điều tốt đẹp nhất. Chỉ nghĩa là lại, không phải là với ý lặp lại, mà là thể hiện cái điều trái ngược. Trải trung thú ở giữa chặng đường, sư trụ lở, mất đi rồi. Trải trung thú sư trụ lở, mất đi ở giữa chặng đường. Chúng ý về, rấn sông hải trắng, sứ chiên hải yếu. Chế của, tuy hảo tớ, chỉ trải trung thú sư trụ lở. Sân với phụ mũ trải tổng. Sân với nghĩa là bản thân là gì đó. Sân với phụ mụ, những người bản thân làm cha mẹ. Giải tổng, đang đợi. Sân với phụ mụ giải tổng. Tổng hải tử bì yê lở, ủa chiều sẵn xí lở. Tổng hải tử, đợi con cái, bì yê lở, tốt nghiệp. Ủa chiều là tôi sẽ, sẵn xí lở, bớt lo rồi. Tổng hải tử bì yê lở, ủa chiều sẵn xí lở. Tầng hải tử công chua lở, ủa chiếu phang xí lở. Tầng hải tử đợi khi con cái, công chua lở, đi làm.
hoặc dịch là có công ăn việc làm. 我就 là tôi, 放心了 yên tâm rồi. 等孩子工作了，我就放心了。 等孩子结婚了，我就安心了。 等孩子 đợi khi con cái, 结婚了 kết hôn xong, 我就 là tôi, 安心了 an lòng rồi. 等孩子结婚了，我就安心了。等孩子成家立业，有了娃。 我就可以享清福了。等孩子 đợi đến khi con cái 成家立业 thành gia lập nghiệp. 有了娃 sinh con đẻ cái. 我就 là tôi 可以 có thể 享清福了 hưởng phúc an nhàn rồi. 享福 là hưởng phúc, 享清福 là hưởng phúc an nhàn. 等孩子成家立业 有了娃，我就可以享清福了。可是等到最后，福没想到，人就走了。可是，nhưng等到最后 đợi đến cuối cùng, phú phúc mấy sáng tạo chưa hưởng được, dẫn chiều chậu lọ thì người đã ra đi rồi. 可是等到最后 phú mấy sáng tạo 人就走了。生命经不起折腾，人生经不起等待。生命 sinh mệnh 经不起 không chịu nổi, 折腾 sự dày vò. 人生 đời người 经不起 không chịu nổi, 等待 sự chờ đợi. 生命经不起折腾，人生经不起等待。 不要以为真的有来日方长，慢慢的会人走茶凉。不要以为 đừng tưởng rằng, chân tờ thực sự, hiểu có, lái rư phang tráng, câu thành ngữ này có nghĩa là vẫn còn rất nhiều thời gian ở trong tương lai. Ví dụ khi chúng ta hẹn với bạn bè, chúng ta nói là thời gian vẫn còn nhiều, mai này sẽ còn gặp lại chẳng hạn. Đó là câu lái rư phang tráng. Man man tờ, dần dần, khuẩy sẽ, rấn dầu trà léng, đây cũng là một thành ngữ, có nghĩa là người đi rồi thì trà cũng nguội. Ý của câu thành ngữ này là khi con người lâu không có sự qua lại với nhau thì tình cảm cũng sẽ nhạt nhòa. 不要以为真的有来日方长，慢慢的会人走茶凉。不要以为真的有来日方长。 慢慢的会人走茶凉. Cảm tình đứng lâu là hội biến chất, cơ hội đứng lâu là hội tiêu thất. Cảm tình, tình cảm đứng lâu là đợi lâu ngày, hội biến chất sẽ thay đổi. Biến chất theo âm Hán Việt là biến chất, có nghĩa là thay đổi. Cơ hội, cơ hội đứng lâu là đợi lâu, hội tiêu thất sẽ mất đi. Cảm tình đứng lâu là hội biến chất, cơ hội đứng lâu là hội tiêu thất. Nhân sinh trung có rất nhiều sự là không thể đợi. Nhân sinh trung trong cuộc đời có rất nhiều sự có rất nhiều điều là không thể đợi, là không thể chờ đợi. Nhân sinh trung có rất nhiều sự là không thể đợi. 健康不能等，身体一旦垮了，拥有一切都没意义了。健康 sức khỏe 不能等 không thể chờ đợi. 身体 sức khỏe 一旦 một khi 垮了 đã sụp đổ. 一切 là tất cả, 拥有 là sở hữu, 拥有 的 一切 ý ở đây là tất cả những gì chúng ta sở hữu, 都没意义了 đều không có ý nghĩa gì nữa. 健康不能等, 身体一旦垮了, 拥有的一切都没意义了. 教育不能等, 幼苗一旦歪了, 成型以后再纠正就难了. 教育, giáo dục, 不能等, không thể đợi. 幼苗, mầm non,
Yêu là cái gì đó non nớt. Miếu là cái mầm. Yêu miếu, mầm non. Ý tàn một khi. Quái lở là bị lệch hoặc là bị vẹo. Chấn xíng ý khẩu. Ý khẩu là sau khi. Chấn xíng là nó đã định hình. Giải chiêu chừng rồi mới nắn chỉnh. Chiêu nán lở thì đã khó. Giáo dục bù nâng tẩn. Yêu miếu ý tàn quái lở. Chấn xíng ý khẩu. Giải chiêu chừng chiêu nán lở. Xiao xin bù nâng tẩn. Phụ mũ ý tàn chậu lở. 想孝敬也找不到机会了。孝心 lòng hiếu thuận, 不能等 không thể đợi. 父母 cha mẹ, 一旦走了 một khi đã đi rồi. 想孝敬 muốn hiếu thuận, 也 cũng, 找不到 không tìm được, 机会 cơ hội. 也找不到机会了 cũng không tìm được cơ hội nữa rồi. Xiao xin bù nâng tẩng. Phụ mũ ý tàn dầu lơ. Xiang xiao jing yế chào bù tạo chi hội lơ. Cảm chính bù nâng tẩng. Dẫn ý tàn lý khai lơ. Chạy xiang chân si chuyển với sư ý hoàn lơ. Cảm chính tình cảm. Bù nâng tẩng không thể đợi. Dẫn con người. Ý tàn một khi lý khai lơ đã ra đi. Lấn ý tàn lý khai lở, một khi con người đã ra đi rồi. Giải xiảng chân si, mới thấy muốn trân trọng. Chê thì lại, vấy sứ là thời gian lúc đó, ý hoãn lở đã muộn rồi. Chê vấy sứ ý hoãn lở thì đã muộn rồi. Cảm chính bù nâng tẩn, lấn ý tàn lý khai lở, giải xiảng chân si, chê vấy sứ ý hoãn lở. Pín chúng bù nâng tẩn, ý tàn chúng quan lở, chạy xiáng cải biên, yế lãn tớ nụ lì lở. Pín chúng, sự nghèo khó, bù nâng tẩn, không thể đợi. Ý tàn một khi, chúng quan lở, đã quen với cái nghèo rồi. Chúng là nghèo, quan trong từ sĩ quan là quen. Chạy xiáng cải biên, mới thấy muốn thay đổi. Yế lãn tớ, cũng lười. Lản tớ cộng với động từ là lười, không muốn làm một việc gì đó. Dễ lản tớ nụ lì lở, cũng lười chả muốn nỗ lực nữa. Pín chúng bù nâng tẩn, ý tàn chúng quan lở, chạy xiáng cải biên, dễ lản tớ nụ lì lở. Sinh mệnh chung, đa bộ phận tớ mấy hảo sự vụ, đâu sự toàn trạng y sự tớ. Sinh mệnh chung, đa bộ phận tớ mấy hảo sự vụ, đây là cụm danh từ. Đa bộ phận là đại đa số hoặc đại bộ phận. Mấy hảo sư ủ là những điều tốt đẹp. Sinh mệnh chung trong cuộc đời. Sinh mệnh chung đa bộ phận tờ mấy hảo sư ủ. Đại đa số những thứ tốt đẹp trong cuộc đời. Tâu sư đều là toản tràn ngắn ngủi, y sư dễ mất đi. Tâu sư toản tràn y sư tờ đều là ngắn ngủi và dễ mất đi. Sinh mệnh chung đa bộ phận tờ mấy hảo sự vụ đâu sự toàn trạng y sự tờ. Xiang sâu tha mần, phìn tráng tha mần, sàn tay nỉ châu vấy tờ mấy ý cửa lẫn. Xiang sâu tha mần, hãy hưởng thụ chúng. Phìn tráng tha mần, hãy thưởng thức chúng. Tức là ở cái ý của câu trên là những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống. Sàn tay, đối xử tốt. Nỉ châu quấy tợ mấy ý cửa dẫn. Mấy ý cửa dẫn là từng người. Nỉ châu quấy tợ ở xung quanh bạn. Sàn tài nỉ châu quấy tợ mấy ý cửa dẫn. Hãy đối xử tốt với từng người xung quanh bạn. Xiang sâu tha mần, phìn tráng tha mần. Sàn tài nỉ châu quấy tợ mấy ý cửa dẫn. Bía bả sử chiên, lăng phê chạy. Tầng tài số yếu nán thí tợ oán mạn chia chú. Bía đừng, bả sứ chiên lăng phê chạy. Lăng phê là lãng phí, sứ chiên là thời gian. Bả sứ chiên lăng phê chạy, để thời gian lãng phí ở. Tầng tải, việc chờ đợi. Số yếu nán thí tạo oán mạn chia chú, đây là cụm danh từ. Chia chú là cái kết cục. Oán mạn, hoàn mỹ. Oán mạn chia chú, kết cục hoàn mỹ.
所有难题的của tất cả những vấn đề khó. 别把时间浪费在等待所有难题的完满结局。把钱省下来，等到退休再去享受。省 là tiết kiệm, 把钱省下来, dành dụm tiền lại. 等到 đợi đến, 退休 khi nghỉ hưu, 再去享受, rồi mới đi hưởng thụ. 把钱省下来, 等到退休再去享受. 结果退休后因为年纪大, 身体差, 行动不方便,哪也去不成。结果, kết quả là, 退休后, sau khi về hưu, 因为, do, 年纪大, tuổi đã cao, 身体差, sức khỏe kém, 行动, là nói đến việc đi lại, 不方便, không thuận tiện, 行动不方便, ý là đi lại khó khăn.哪, chỗ nào, 也去不成, cũng không đi được nữa. 哪也去不成, chẳng đi đến đâu được nữa. 结果, 退休后, 因为年纪大, 身体差, 行动不方便, 哪也去不成. 钱存下来, 等养老. 钱, tiền, 存下来, dành dụm lại.等待, dưỡng lão, dưỡng lão, tức là dưỡng già. 钱存下来, 等养老. 结果, 孩子长大了, 要出国留学, 要创业做生意, 要花钱娶老婆. 结果, kết quả là, 孩子长大了, con cái lớn lên rồi, 要出国留学, cần ra nước ngoài du học, 要创业, cần khởi nghiệp,做生意, làm kinh doanh, 要花钱, cần chi tiền, 娶老婆, để cưới vợ. 娶老婆 là cưới vợ, còn 嫁老公 là gả chồng. 结果, 孩子长大了, 要出国留学, 要创业做生意, 要花钱娶老婆. 自己的退休金都被要走了。自己的退休金，退休金 là tiền lương hưu, 自己的 của chính mình, ở đây ý là tiền lương hưu của bạn, 都被 đều sẽ bị, 要走了 lấy đi hết, 自己的退休金都被要走了。我们总是老得太快，却明白得太晚。我们总是穷大论。老的già đi, thái khoai, quá nhanh. Chuê, nhưng lại, miếng bài đỡ, hiểu ra, thái hoảng, quá muộn. 我们总是老的太快, chuê miếng bài đỡ, thái hoảng. 所以, rấn hùa chờ, chen hoàn bia tầng. 所以, cho nên, rấn hùa chờ, con người sống, chen hoàn nhất định, bia tầng.Đừng có chờ đợi. 所以人活着千万别等。人生匆匆，生命无常，别因一个等字遗憾终生。人生đời người匆匆vội vã, 生命 sinh mệnh无常vô thường, tức là có nhiều những cái thay đổi mà không thể dự đoán được trước. 别 đừng, in bởi vì.Ý cửa tẳng chữ, một chữ đợi. Ý hạn, nuối tiếc, chung sân, cả cuộc đời. Rấn sân chung chung, sân miệng ú tráng. Bía in ý cửa tẳng chữ, ý hạn chung sân. Trân si yển chén, bả ủa tăng xả. Trân si, trân trọng, yển chén, những gì ở ngay trước mắt. Bả ủa, nắm bắt.Tang xả những gì ở ngay hiện tại. Trân si yển chén, bả ủa tang xả. Khai xin tở hùa, chinh sung tở của, trải sư trợ y sâng, trân trung yào tở sự chính. Hùa là sống, khai xin là vui vẻ. Khai xin tở hùa là sống một cách vui vẻ.
Chiêm sung là một cái thanh thản, một cái nhẹ nhõm hoặc thoải mái, tức là trải qua ngày tháng, cũng có nghĩa là sống. Chiêm sung tở của, sống một cái thanh thản. Trái sự mới là chữa y sinh, dây trung nhỏ tở sự chính, đây là cụm danh từ. Sự chính là điều hoặc là chuyện. Dây trung nhỏ quan trọng nhất, chữa y sinh trong cuộc đời này. Khai xin tở hùa, chiêm sung tở của, trái sự chữa y sinh, dây trung nhỏ tở sự chính. Và đến đây thì chúng ta đã kết thúc câu chuyện triết lý ngày hôm nay rồi. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe Trần Lão Sư đọc lại toàn bộ câu chuyện triết lý ngày hôm nay. Và ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cùng đọc lại với bạn Linh Sư Yên nhé. Lần trở y sinh, trời chẳng chua tờ sự, chiêu sự tẩn. Tẩn hiểu chén lợ, tẩn hiểu khung lợ. Tẩn chiang lái, tẩn ý hộ, tẩn xia chữ. Tầng lái tầng trụ, liếu xa đó sự ý hạn, chua của đó sự chân chính. Tầng chiền khang mấy yếu lơ, trái sáng chỉ ai xí sân thị. Tầng chi hội mấy yếu lơ, trái sáng chỉ mấy yếu nụ lì. Tầng cản chính bú dại lơ, trái sáng chỉ mấy yếu chân xí. Chúng ý với Rần sân hài chẳng, sứ chiên hài yếu. Chia của, dùi hào tơ, chuyện trái trung thú, sư trừ lợ. Sân với phụ mũ dài tẩn. Tẩn hài tử bì yê lợ, ủa chêu sẵn xin lợ. Tẩn hài tử công chô lợ, ủa chêu phạng xin lợ. Tẩn hài tử chế huân lợ, ủa chêu an xin lợ. Tẩn hài tử chẳng gia lì yê, yếu lợ quá, ủa chêu khở ý sẵng chinh phú lợ. 可是等到最后, 福没想到, 人就走了。 生命经不起折腾, 人生经不起等待。 不要以为真的有来日方长, 慢慢的会人走茶凉。 感情等久了, 会变质, 机会等久了, 会消失。 人生中有很多事, 是不能等的。 健康不能等, 身体一旦垮了, 拥有的一切都没意义了。 教育不能等, 幼苗一旦歪了, 成型以后再纠正就难了。 孝心不能等, 父母一旦走了, 想孝敬也找不到机会了。 感情不能等, 人一旦离开了, 再想起珍惜, 却为时已晚了。 贫穷不能等, 一旦穷惯了, 再想起改变, 也懒得努力了。 贫穷不能等, 一旦穷惯了, 再想改变, 也懒得努力了。生命中大部分的美好事物, 都是短暂易逝的。 享受他们, 品尝他们, 善待你周围的每一个人。 别把时间浪费在, 等待所有难题的完满结局。 把钱省下来, 等到退休再去享受。 结果退休后, 因为年纪大, 身体差, 行动不方便, 哪也去不成。 钱存下来, 等养老。 结果孩子长大了, 要出国留学, 要创业做生意, 要花钱娶老婆。 自己的退休金都被邀走了。 我们总是老得太快, 却明白得太晚。
所以人活着千万别等。人生匆匆，生命无常，别因一个等字遗憾终生。珍惜眼前，把握当下，开心的活，轻松的过，才是这一生最重要的事情。Và chắc hẳn là thông qua bài học này, chúng ta ngoài việc học được thêm rất nhiều từ vựng và các câu bổ ích trong tiếng Trung, thì chúng ta cũng ngẫm được thêm rất là nhiều điều bổ ích về triết lý trong cuộc sống, phải không các bạn? Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ bài học ngày hôm nay. Và ngày mai thì Trần Lao Sư sẽ đăng video bạn Linh Sư Yên đọc toàn bộ những câu trong bài hôm nay nhé. Bye bye, chào chào!